Hôm nay chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Phẩm chất và quyền hạn của cõi siêu vũ trụ, được khai thị bằng tiếng Trung Hoa và Âu Lạc vào ngày 9 tháng 9 năm 2017 tại Tây Hồ, Đài Loan, Formosa. Nếu không có chuyện gì làm thì cứ xuống đây bảo họ, và họ có thể xuống đây được không ạ? Để lại vài người ở đó, họ không cần ở trên đó, thật vậy. Ban nhà bếp có thể tới chánh điện bây giờ. Cảm ơn. Bởi vì không ai ăn giờ này, phải không? Nếu không còn việc gì để làm thì quý vị tới ngồi đây bên cạnh, và nếu cần thì cũng có thể rời đi mau lẹ. Cảm ơn sư phụ. Một dịp hiếm có như vậy. Được rồi, dừng ở đây. Được không ạ? Tốt. Nếu quý vị muốn tôi đi bộ thì tôi sẽ đi bộ. Tôi rất dễ bảo. Dạ, Mộc Minh Sư rất dễ bảo. Vô cùng ngoan ngoãn. Hơi dễ bảo quá. Đệ tử tôi muốn bất cứ gì thì tôi sẽ làm vậy. Vậy ai là Minh Sư đây? Quý vị đó. Bởi bất cứ gì quý vị muốn tôi sẽ làm mà, quý vị mới là Minh Sư chứ không phải tôi, không đúng sao? Rồi quý vị còn phê bình tôi là không khiêm nhượng nữa. Khiêm nhượng như thế nào đây? Mà sao tôi lại phải khiêm nhường? Tôi quá bận rộn rồi. Tôi đến thế gian này là để làm việc chứ không phải để khiêm nhường. Tôi khiêm nhường hay không cũng chẳng ai biết, chỉ Thượng Đế biết mà thôi. Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nhiều quá. Sao không có ai ở đây vậy? Dạ, tất cả họ đều tới chánh điện rồi ạ. Họ tới đó rồi à? Vậy được, vậy chúng ta vẫn còn chỗ. Khá lắm. Vậy sao chúng ta phải xây nhà lầu làm chi? Các lão đồng tu, quý vị khỏe không? Dạ, kính chào sư phụ. Tất cả chúng ta đã trưởng thành rồi. Thành lão đồng tu hết rồi. Ai cũng già hết rồi. Và tôi là người già nhất, đúng không? Được rồi, được rồi. Ban nhà bếp có thể ngồi một bên để tôi đi ngang qua, thì họ có thể nhìn thấy tôi. Dạ, họ ngồi đây được không ạ? Ờ, dĩ nhiên rồi. Ban nhà bếp có thể ngồi đây, hoặc ngồi đây, trên đây mát. Ban nhà bếp đã làm việc cực nhọc rồi. Tới đây, tới đây, tới đây. Tôi là bà chủ ở đây, nên đừng sợ ai hết, tới đây. Thỉnh thoảng tôi biết mình là bà chủ, nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Ngồi đây không sao đâu. Quý vị đã làm việc cực nhọc mấy ngày qua rồi, tới đây. Ở đây còn chỗ. Mấy người già ngồi đằng trước. Không sao đâu, ngồi chỗ nào cũng được. Tới đây, tới đây, tới đây. Chỉ chừa một đường nhỏ cho tôi đi thôi. Tôi nhỏ con mà nên không cần nhiều chỗ cho lắm. Tới đây, tới đây. Chào mọi người. Chào, quý vị khỏe không? Kính chào sư phụ. Quý vị chăm chỉ cả ngày trời, quý vị thấy nóng không? Thời tiết nóng quá, lửa cũng cháy nóng rực đằng kia. Quý vị thật đáng khâm phục, thật là khỏe. Ăn gì mà khỏe vậy? Dạ, nhờ lực lượng của sư phụ. Mọi người tôi gặp đều hỏi tôi, bây giờ tôi ở đẳng cấp nào? Hay là họ có thể lên tới đẳng cấp đó không? Nghĩa là vũ trụ nguyên thủy đó. Tôi mới trả lời, quý vị thậm chí chưa qua khỏi đẳng cấp thứ ba mà còn kỳ vọng lên tới, sợ vợ quá chừng như thế, mà còn kỳ vọng đạt tới vũ trụ nguyên thủy à? Vũ trụ nguyên thủy. Bây giờ quý vị đã biết danh từ vũ trụ nguyên thủy rồi chứ? Vậy tốt. Thế tôi sẽ nói quý vị nghe chút xíu về tiến bộ của tôi, không kể nhiều được. Tôi đã tiết lộ quá nhiều rồi. Kết quả là ta bị hành hạ nặng nề. Ma Vương và cả thiên đàng nữa, tất cả họ đều hành hạ tôi và chỉ một mình tôi thôi. Tôi bị hành hạ quá khốc liệt.
Nhưng tôi không sợ. Chỉ vì tôi thương tất cả quý vị và muốn ở lại đây một thời gian lâu hơn, hiểu không? Tôi không sợ chết. Nhưng vì có con cái, mà tôi lại thương các con quá, tôi cũng thương chó của tôi nữa. Chúng rất đặc biệt. Mấy con chó này từ Thái Lan. Vô cùng đặc biệt. Tôi nhận nuôi chúng. Vì không ai khác muốn. Tôi nói với anh chàng làm việc cho người chủ căn nhà. Anh có quá nhiều bạn bè, vậy mà anh chỉ kiếm được một người tới nhận nuôi các chó con, mà không có ai khác muốn mấy con còn lại. Tôi hỏi, tại sao anh có quá nhiều bạn bè mà chỉ thấy có một người tới nhận nuôi mấy chó con, nhưng lại không còn ai khác nữa? Anh trả lời, ôi, người Thái không thích mấy chó địa phương. Tại sao? Dạ, chúng không có giá trị. Họ chỉ muốn loại chó như Rottweiler, Bordeaux, chó xù, Maltese, Golden Retriever, chó vàng tha mồi, v.v. Họ chỉ muốn nuôi những chó ngoại nhập thôi, không muốn nuôi chó nội Thái Lan. Đó là lý do có quá nhiều chó đi hoang trên đường phố. Nhưng người Thái rất nhân từ, vì họ là Phật tử. Phật giáo là quốc giáo của họ, nên người dân tôn trọng các vị xuất gia. Họ cũng tôn trọng sự sống. Dĩ nhiên, cũng có những người còn ăn thịt, nhưng nếu họ có thể tránh, thì họ sẽ không ăn thịt. Khi thấy mấy chó hoang, họ cũng để thức ăn cho chó tại các góc đường, hoặc họ đem chó tới các chùa. Nên khi tới viếng chùa chiền ở Thái, quý vị nên cẩn thận nha. Không phải chỉ có các tăng ở đó không thôi, mà còn có chó nữa. Nhưng nếu chó thấy quý vị, chúng biết quý vị ăn thuần chay thì chúng sẽ không cắn. Nếu quý vị vẫn còn lén ăn cá thì cho dù tôi không biết, mấy con chó cũng sẽ biết. Cho nên phải cẩn thận nha. Tôi sẽ không la quý vị, nhưng mấy con chó sẽ cho quý vị biết. Bởi vì quý vị có mùi khác, loại mùi không tốt. Khi có thời giờ, tôi sẽ kể cho quý vị nghe mấy câu chuyện về chó của tôi, mấy chuyện rất kỳ diệu. Không phải mấy chuyện thường đâu, bởi vì mấy con chó này không phải là chó bình thường. Tôi cũng ngạc nhiên luôn. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp mấy con chó như vậy. Rất đặc biệt và thông minh. Tôi biết rằng ai nuôi chó cũng đều nói rằng chó của họ là thông minh nhất và nhạy bén nhất. Không, không, không phải. Tôi không có ý nói vậy. Tôi không nói như thế bởi vì tôi ràng buộc với chó mình. Khi có thời giờ tôi sẽ giải thích, quý vị cũng sẽ ngạc nhiên luôn. Bởi vì chính tôi cũng ngạc nhiên. Trước đây tôi nuôi mười mấy con chó. Và mấy con chó đó cũng đã thông minh đủ rồi. Nhưng mấy con chó này thậm chí còn cao đẳng hơn. Nhưng vì đang giữa lúc bế quan, quý vị cũng không thích nghe chuyện về chó, nên tôi sẽ không kể. Cái gì? Chúng con thích nghe. Thích hay là muốn? Cái gì quý vị cũng muốn. Chào ơi, quý vị vẫn chưa trưởng thành, cứ muốn má kể chuyện tối ngày. Để tôi kể chuyện thiên đàng trước. Dạ tốt, quý vị đã ép tôi lâu lắm rồi. Mặc dù không hỏi tôi trực tiếp, có thông dịch viên cho những ai không hiểu không? Tôi vừa bảo quý vị sắp xếp như vậy mà, có thể làm được không? Chưa làm à? Dạ rồi, dạ rồi. Mấy người Âu Lạc Việt Nam có hiểu tôi được không? Việt Nam nghe được không? Mấy đồng chí nghe được hả? Hai người một cái là được rồi. Người bên này, người bên kia là đủ rồi, ok. Có ai khác không hiểu tiếng Tàu không? Ai vậy? Sao người Tàu lại không hiểu tiếng Tàu? Giỡn chơi à? Tôi không thể nói tiếng Tứ Xuyên. Hay là tiếng Thượng Hải. Hoặc là tiếng khách gia. Ôi cha, tôi đầu hàng. Người Hoa có quá nhiều tiếng địa phương, tới trên cả ngàn tiếng. Nhưng họ vẫn có thể thống nhất. Họ thật sự mạnh quá. Tôi thật sự khâm phục họ. Trung Hoa đại lục quá rộng lớn và có quá nhiều dân tộc, cộng với nhiều thổ ngữ, thế mà người dân vẫn có thể sống hòa bình với nhau. Đó là tại sao Trung Quốc quá hùng cường. Đó là vì tâm quý vị đoàn kết. Đó là điều chính đáng nên làm. Đúng vậy.
Hãy tiếp tục làm việc tốt. Đừng chống đối chính phủ gì hết. Người tu hành chúng ta phải nên hòa bình. Chúng ta không thể lo lắng quá nhiều về những gì xảy ra trên thế giới, nhưng nếu tu hành tinh tấn thì mình có thể có đôi chút ảnh hưởng tới thế giới, hiểu không? Thậm chí một mình tôi cũng có thể ảnh hưởng tới thế giới, huống chi số đông quý vị như vậy. Thiên đàng nói với tôi rằng mấy việc tôi làm hàng ngày cho lợi ích hòa bình của vũ trụ và thế giới thì tất cả đều hữu hiệu. Đó là những gì thiên đàng nói, tôi biết. Tôi không cảm thấy có gì đặc biệt về bản thân mình hoặc cảm thấy kiêu ngạo về điều đó. Nhưng thỉnh thoảng tôi xác nhận điều này với thiên đàng. Tôi e rằng mình có thể mơ tưởng hão huyền. Nhưng thiên đàng đã khen ngợi tôi, bởi vì thiên đàng biết nhiều hơn tôi. Nên tôi không muốn quý vị nghĩ rằng tôi đang khoe khoang về mình. Tôi không khoe khoang và tôi cũng không cảm thấy có gì khác biệt hết. Không có gì khác biệt đối với tôi. Chẳng hạn, nếu quý vị học y khoa qua 1 hoặc 2, 3 năm, rồi quý vị trở thành bác sĩ, sau một thời gian, mọi chuyện trở nên bình thường và quý vị không cảm thấy hãnh diện về mình, nghĩ rằng, ôi, ta thi đậu ra trường và bây giờ ta là bác sĩ đây, hoặc tiếp tục suy nghĩ như thế 10 năm sau. Không, quý vị sẽ không nghĩ vậy. Cũng tương tự như giáo sư đại học, quý vị dạy sinh viên mỗi ngày và trở thành thói quen. Mình không còn cảm thấy như chà, ta là giáo sư đây. Đúng không? Mấy giáo viên biết điều này, phải không? Có ai là giáo viên ở đây không? Giơ tay lên xem. Đúng vậy, mình không cảm thấy như thế nữa. Đúng, đúng, đúng. Mình không cảm thấy hãnh diện về chính mình mỗi ngày nữa, phải không? Có thể quý vị cảm thấy như thế vào ngày đầu tiên hoặc tuần đầu tiên. Trong thời gian trang mặt, sau một lúc mình cảm thấy ôi chà, mệt quá rồi. Được rồi, tốt. Hiện nay tôi đã lên tới một cảnh giới vô cùng cao đẳng, vượt qua khỏi vũ trụ nguyên thủy nữa. Nhưng tất cả các cảnh giới đều bắt nguồn từ vũ trụ nguyên thủy. Hiểu không? Sau khi các cảnh giới này thành đạt, sẽ tách rời đi để nhận những địa vị mới. Không phải tất cả các cảnh giới nằm lại trong vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy có vô số đặc tính và lực lượng, hiểu không? Nhưng sau khi các cảnh giới tách rời ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, thì chúng không còn có nhiều đặc tính như cũ nữa. Mỗi một cảnh giới mới sở hữu chỉ một vài lực lượng thôi. Tuy nhiên, mỗi lực lượng thì vẫn mạnh mẽ vô cùng. Chẳng hạn, cảnh giới đầu tiên của những cảnh giới như thế, nơi tôi đi lên tới nguyên thủy, tôi đến từ những cảnh giới như vậy. Dĩ nhiên, sau khi tôi đến thế gian này, thì tôi quên hết. Rồi dần dần qua rất nhiều cực nhọc vất vả, tôi đạt được nhận thức như vậy. Tôi đã kể cho quý vị nghe về điều này rồi. Lần đầu tiên khi tôi tới biên giới giữa vũ trụ bóng với vũ trụ nguyên thủy, thì tôi không hề biết mình ở đâu hết. Nhớ lời tôi nói không? Tôi hỏi thiên đàng, đây là đâu? Nhớ không? Quý vị có nghe? Dạ nhớ. À, được rồi, được rồi. Thiên đàng cho tôi biết đây là biên giới của vũ trụ. Nhưng họ dùng danh từ đường nói. Họ không nói biên giới. Tôi không biết nói chữ đường nói bằng tiếng Hoa ra sao. Như là đường viền của quần áo đó. Si phen. À, đúng vậy. Dẫu sao cũng giống như biên giới, hiểu không? À, thiên đàng nói, đó là đường nối của vũ trụ. Tôi cũng ngạc nhiên nữa, bởi vì làm sao mà vũ trụ lại có đường nối? Sao mà vũ trụ lại có biên giới? Chúng ta nghĩ rằng chỉ có một vũ trụ thôi, phải không? Trước đây tôi cũng vô minh như quý vị thôi. Ôi chào, bởi vì lang thang trong trần thế này quá lâu, không thể nhớ hết mọi thứ được. Tôi không cần phải nhớ. Tôi thường nghĩ rằng đời này là lần đầu tiên tôi trở về lại vũ trụ nguyên thủy. Sau này tôi nhận ra rằng đây không phải là lần đầu tiên, mà tôi đã trở về đó ít nhất cũng 2 hoặc 3 lần rồi. Vì thế một số quốc gia ở đây, tên của các nước đó nghe giống như những tên của ngôn ngữ Wushu trên thượng giới. Chẳng hạn trong Maldives. Không, không phải Maldives. Tôi quên nơi đó rồi. Nơi đó gọi là Timbuktu.
Tên đó nghe rất giống như tim của tu, phải không? Mặc dù ý nghĩa hai chữ khác nhau. À, nghĩa là gì nhỉ? Tôi cần phải kiểm lại ghi chú của mình. Không có ở đây. Có lẽ trong quyển khác. Có thể ở đây không nhỉ? Năm tháng trôi qua nhanh quá nên tôi phải đổi nhật ký cũng quá nhanh. Vì thế tôi không biết quyển kia ở trong túi nào hiện giờ hoặc túi nào ở tại quốc gia nào. Ôi xin lỗi nha, khi nào có thời giờ tôi sẽ kiếm nó và kể quý vị nghe về mấy lời ghi chú của tôi. Ở đây tôi sẽ chỉ nói chuyện theo ngẫu hứng thôi. Có người hỏi tôi, đó có phải là lần đầu tiên hay là trước đây tôi đã từng trở về nhà của Thượng Đế Tối Cao chưa? Tôi trả lời là trước đây tôi chưa từng về đó. Nhưng thật ra tôi đã về rồi. Sau này tôi mới nhận ra, khi trả lời anh đó tôi không nói dối bởi vì tôi mới nhận ra điều đó sau này. Bây giờ nhân tiện tôi nói quý vị nghe rằng trong đời này, tôi đã trở về vũ trụ nguyên thủy rồi. Nhưng vào lúc anh đó hỏi tôi thì tôi chưa về. Bây giờ tôi biết là đã về rồi, nhưng tôi không thể quay lại trả lời cho người đó được nữa bởi vì chúng ta không có truyền hành vô thường si nữa. Câu hỏi đã chìm vào quá khứ rồi. Cho nên bây giờ nhân tiện tôi nói quý vị biết bởi vì tôi chỉ mới nhớ lại chuyện đó. Tôi không tính nói cho quý vị nghe về những điều như vậy khi tôi xuống đây. Nhưng vì tôi đề cập tới tim Bhutto nên tôi chợt nhớ ra cái này cái kia, nhưng tôi không ở đó lâu lắm. Tôi chỉ về đó để nhìn lại thôi. Chỉ giống như cuộc viếng thăm vô số đệ tử của tôi ở những quốc gia khác nhau. Tôi đã ở Formosa, Đài Loan lâu hơn, nhưng tại các quốc gia khác tôi chỉ thăm viếng trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, có hai nơi mà tôi chần chừ không muốn rời đi. Một là Thái Lan, và nơi kia là Hồng Kông. Nơi tôi ở đó chỉ là những ngôi nhà nhỏ xíu, hai hoặc ba thước vuông, nhưng bao quanh là cây cối và các dòng suối. Ở nơi đó, tôi cảm thấy rất tự tại. Tôi có một cái bếp và một cái chòi có mái, nơi tôi có thể ngủ và thiền. Bếp thì bếp ngoài trời. Tôi không biết tại sao, nhưng ở đó tôi cảm thấy rất sung sướng, láng giềng thì thật tử tế. Họ không phải đồng tu mình, nhưng họ biết tôi là ai, và họ kính trọng tôi hết mực. Ở Thái Lan, các đồng tu xây một đạo tràng rất lớn để cộng tu. Họ cũng xây một căn nhà cho tôi. Và một dinh thự nhỏ để trưng bày đồ của tôi, nhưng tôi không ở đó. Tôi tự mình mua một cái nhà lưu động giá 3.000 đô la. Họ dùng xe xúc đất để đặt nó xuống, rời tỏm một cái, thế là sẵn sàng nằm ngủ bên trong. Trong đó đã có điện nối sẵn, có quạt và mọi thứ khác thật là tuyệt. Bên ngoài nhà lưu động, tôi yêu cầu họ dựng một mái che không trong suốt để tôi có thể nấu ăn ở dưới. Không có gì chung quanh hết, tôi nấu ăn và giặt đồ ở đó. Nhà bếp mộc mạc mà, hiểu không? Tôi có một cái lò nhỏ và một vài cái nồi với kích cỡ khác nhau. Bên cạnh có một tủ lạnh. Thế thôi, cũng có máy giặt. Không có gì đặc biệt, nhưng tôi thích ở đó lắm. Tôi ưa thích lối sống đơn giản như thế. Nếu không có hang động thì ở dưới một mái nhà nhỏ nhỏ cũng rất thoải mái, bởi vì ở đó cũng không phải lao chùi gì nhiều. Tôi quá bận rộn, không làm được, không biết quý vị thấy sao. Chứ bây giờ tôi già rồi, nên cảm thấy thời gian quá quý báu. Ngày nào tôi cũng lo rằng tôi không có đủ thời gian để làm việc cho thế giới và vũ trụ. Vì thế tôi vội vã, đếm từng phút một. Tôi không dám nấu bất cứ món nào cầu kỳ. Chỉ nấu món gì đó đơn giản, dễ làm, rồi có thể bắt đầu làm việc. Ở Hồng Kông, lúc trước, họ có xây một căn nhà nhỏ, đó là dành cho các thị giả ở khoảng 3 hoặc 4 thước vuông. Tôi yêu cầu họ dựng hàng rào chung quanh nhà đó để chó của tôi có thể chạy chơi. Nếu chúng muốn ra ngoài thì mình có thể mở cổng và cho chúng ra. Có núi non, sông ngòi và các khu rừng nhỏ ở đó nữa. Nên mấy con chó rất vui khi sống ở đó, tôi cũng vui khi ở đó. Cạnh nhà là một dòng suối chảy xuống ngọn núi. Tiếng nước chảy nghe vô cùng dễ chịu. Bên ngoài cửa
Có một cây cầu dẫn tới một phần khác của khu rừng nhỏ. Tôi thật sự thích nơi đó lắm, không có ai đó hết và rất yên tĩnh. Chó tôi cũng thích ở đó luôn, nhưng vì tôi phải làm việc cho chúng sinh, nên tôi phải rời mấy con chó một thời gian. Chúng nó khóc quá chừng. Tôi bảo chúng rằng không sao đâu, tôi sẽ nghĩ cách. Mấy con chó vẫn còn nhỏ lắm, 7 con, tổng cộng là 8, kể cả chó lớn. Chúng tôi ngủ chung với nhau. Tất cả đều cảm thấy hạnh phúc lắm. Tất cả chúng tôi ngủ với nhau trong một không gian chừng 3 hoặc 4 thước vuông. Quý vị có nghĩ rằng sống trong cung điện mới làm con người hạnh phúc hay sao? Không, không, không đâu. Tôi không nhất thiết cảm thấy hạnh phúc nếu sống trong một lâu đài. Tôi sẽ phải tùy thuộc vào mấy người hầu cận, hộ pháp hay là tài xế suốt ngày đêm. Chao ôi, tôi sẽ vô cùng bận rộn. Không phải ai ai cũng có thể làm mình vừa lòng trong khi mình lại phải thích nghi cho họ để công việc được hoàn tất. Đấy nha. Tôi đã tường trình rồi đó. Bây giờ quý vị biết tôi đã lên tới những cảnh giới nào, chỉ là một phát họa đơn giản thôi. Tôi đã biến từng cảnh giới. Trong những cảnh giới mới này, bởi vì ở đó lực lượng mạnh hơn, nhưng vì lực lượng mạnh nên tôi cần phải ăn thêm, nếu không tôi không quân bình được. Nhiều khi tôi đi chệnh choạng như là chóng mặt vậy đó. Rồi tôi phải đi ăn gì đó bất cứ lúc nào trong ngày, bởi vì thiên đàng nói với tôi rằng nếu tôi không ăn gì thì tôi sẽ chết. Đây không phải là lúc nhịn ăn. Thật ra tôi không cảm thấy thích ăn và cảm thấy như không muốn chăm sóc cho chính mình nữa. Khi ăn tôi thấy thức ăn không còn mùi vị nữa, ngoại trừ lần tôi ở Thái Lan. Ở Hồng Kông, thức ăn cũng không có mùi vị gì với tôi nữa. Tôi thích nơi đó bởi vì yên tĩnh, vui vẻ và đẹp đẽ. Những thức ăn thì không có mùi vị gì hết. Khi tôi trở lại đây, ăn cũng không thấy ngon. Từ khi tôi trở lại đây, bao tử của tôi không cảm thấy khỏe, nên tôi ăn cháo với xì dầu và một vài miếng bánh mì nướng. Tôi nướng bánh mì thật đen để hấp thụ mấy chất độc trong người. Rồi tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn. Ngay cả thiên đàng cũng gửi thông điệp cho tôi nhiều lần, ngài phải ăn. Thiên nhân thật sự quan tâm, họ vô cùng tử tế. Những chúng sinh trong các cảnh giới mà đã tách rời ra khỏi vũ trụ nguyên thủy, trong mỗi cảnh giới mới tách ra khỏi vũ trụ nguyên thủy chỉ có khoảng 300 tới 500 ngàn chúng sinh thôi. Những chúng sinh này không thô như chúng ta, họ rất đẹp. Nếu có thể lên tới những cảnh giới đó, quý vị sẽ thấy họ. Nhưng người thường không thể tới đó, không thể chịu nổi vì lực lượng quá mạnh. Giống như điện, mặc dù tốt cho mình, nhưng chỉ khi nào điện thế được giảm xuống thì mình mới chịu nổi. Có những nơi người ta để bảng điện cao thế hãy tránh xa, đúng không? Tương tự vậy. Cho nên ngay cả điện thường còn có thể khủng khiếp như thế. Huống chi lực lượng nội tại. Vì vậy, gần đây, tôi đã không thể lên tới một cảnh giới mới trong thời gian một vài ngày, bởi vì cảnh giới càng cao, lực lượng càng mạnh và càng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức. Tôi có viết trong nhật ký của mình những điều như vào lúc nào tôi lên tới cảnh giới nào, vân vân, nhưng tôi không thể để quý vị đọc được. Tôi chỉ có thể nói ngắn gọn cho quý vị biết thôi, như là trong đây tôi đã liệt kê những cảnh giới nào tôi đã tới. Thế là đủ rồi. Vì tôi nghiên cứu lời ghi chú của mình mỗi ngày, nên tôi cần bọc nhựa những tờ ghi chú. Tôi không có thời giờ để làm bản sao và tôi nghiên cứu nhiều lần trong ngày. Tôi sợ tờ ghi chú có thể bị rách. Tôi dùng nhật ký như cách người ta tụng kinh đó. Vì thế tôi bọc bằng bao nhựa để bảo vệ nhật ký. Tôi cũng không thể đánh máy. Tôi chỉ viết ra thôi và đây là bản duy nhất. Nếu mất là xong đời. À, nhưng không xảy ra đâu. Tôi cũng ghi vào trong nhật ký. Nhưng những ghi chú được viết vào những ngày khác nhau. Tôi không thể cứ lục tìm chúng hoài trong quyển nhật ký. Đó là lý do
Tôi ghi chép tất cả ở đây để tôi giữ ở một chỗ. Tôi chưa kết thúc việc ghi chép bởi vì tôi chưa kết thúc việc đi lên cao hơn. Hôm qua, tôi lên tới một cảnh giới mới, nhưng tôi chưa có thời giờ để nghiên cứu hoàn toàn. Tôi chỉ viết tên của nó thôi. Tôi chưa nghiên cứu những đặc tính đặc biệt và lực lượng của cảnh giới đó. Mỗi cảnh giới, thật ra những cảnh giới này thật sự không mới. Những cảnh giới này mới là khi bắt đầu rời khỏi vũ trụ nguyên thủy. Đây là những cảnh giới mà tôi chưa từng vào, nên tôi gọi là những cảnh giới mới. Những cảnh giới như vậy, mỗi cảnh giới là có khoảng 300-500 ngàn chúng sinh, sáng rực rỡ và mỹ miều. Không thể diễn tả họ được, cho dù phụ nữ đẹp nhất, hoàng hậu, hoa hậu, hoàng vũ của thế giới chúng ta, cũng không thể sánh với một ngón tay của chúng sinh thượng giới như vậy. Ở những cảnh giới đó, họ sở hữu tối đa 6 lực lượng, nhưng là những lực lượng rất cô đặc. Cảnh giới càng cao, con số lực lượng càng ít hơn. Trong vũ trụ nguyên thủy có rất nhiều loại lực lượng, nhớ không? Tôi cứ ghi trong nhật ký của tôi nhưng không thể nào nhét hết vào 2-3 trang giấy. Khi tôi lên cao, tới cảnh giới đi, tôi ghi chú lực lượng nơi đó chỉ vỏn vẹn 1.5 trang, bởi vì nơi đó sở hữu số lực lượng ít hơn, chỉ có 104 loại thôi. Trong khi vũ trụ nguyên thủy sở hữu nhiều loại lực lượng hơn, tôi đã kể quý vị nghe rồi. Các lực lượng trong những cảnh giới mới trở nên ngày càng cô đặc. Những cảnh giới đầu tiên mà tôi lên tới chỉ sở hữu có 3, 4 hoặc 5 lực lượng ở dạng vô cùng cô đặc ở đó. Chẳng hạn, trong cảnh giới mới như vậy, tên là, nhưng tôi không thể nói tên cho quý vị biết, bởi vì quý vị niệm các tên đó thì sẽ không chịu nổi đâu. Tôi chỉ muốn bảo vệ quý vị thôi. Nếu dùng các cảnh giới như vậy và lực lượng như thế cho mục tiêu hưởng lợi vật chất thì không tốt, và quý vị sẽ bị trừng phạt. Không phải Thượng Đế trừng phạt quý vị, có điều lực lượng như thế sẽ giết quý vị, đúng vậy. Thí dụ, trong cảnh giới như vậy, có 5 loại lực lượng. Một là cho hòa bình, giống như lực lượng hòa bình trong vũ trụ nguyên thủy. Nhưng ôi cha, trong cảnh giới mới, lực lượng đó mạnh hơn gấp hàng triệu lần. Dĩ nhiên, trong những cảnh giới đầu tiên mà tôi lên tới, mỗi cảnh giới có thể có 4, 5 hoặc 6 loại lực lượng. Những cảnh giới mà tôi đã lên gần đây chỉ sở hữu 2 hoặc 3 lực lượng. Những cảnh giới như vậy đã tách rời ra khỏi vũ trụ nguyên thủy và một cảnh giới đặc biệt dành cho hòa bình và một cảnh giới khác đặc biệt dành cho tình thương, vân vân. Mỗi một cảnh giới phụ trách một loại lực lượng nào đó, hoặc chẳng hạn một cảnh giới khác đặc biệt dành cho khoan dung và tha thứ. Chẳng hạn vậy. Vì vậy, những lực lượng như thế rất mạnh và rất cô đặc. Tôi phải đi tới những cảnh giới này để thu thập một số lực lượng, nhưng tôi không thể mang tất cả xuống. Bởi vì cho dù tôi đã huấn luyện thân thể mình từ lâu, nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi. Lúc đầu, từ 1 tới 3 ngày, tôi có thể đi qua một vài cảnh giới, nhưng bây giờ thì không thể. Tôi chỉ có thể lên tới một cảnh giới mới sau vài tuần lễ, và ngày càng khó khăn hơn để xác định bản chất ở nơi đó. Nên tối qua, ý tôi là sáng sớm tinh mơ hôm nay, dường như là tối qua, nhưng thật ra là 3 hoặc 4 giờ sáng. Có thể lẫn lộn, nghĩ rằng tối hôm qua, không phải, mà là sáng sớm hôm nay. Tôi lên tới hay là gặp, hay là vô một cảnh giới mới khác, nhưng tôi chưa tìm được lực lượng đặc biệt của cảnh giới đó dành cho điều gì, cũng chưa biết đặc tính ở đó là gì. Chẳng hạn, trong mỗi cảnh giới mới, ngoài 2 hoặc 3 hay là 5 lực lượng đặc biệt, như là dũng cảm, can đảm, bảo vệ, hay là lực lượng thần thông, nhưng không phải loại thần thông hú la hấp như trên thế gian này đâu. Những lực lượng trong các cảnh giới mới bao trùm quá rộng lớn, đến nỗi chỉ bằng một câu chú họ có thể cứu rất nhiều người, nghĩa là linh hồn của con người. Nhưng ngoài những lực lượng như vậy, các thiên đế ở đó cũng có những đặc tính đặc biệt của họ, giống như mỗi một nhóm trên thế giới.
có những đặc tính đặc biệt của nhóm đó. Thí dụ chúng ta nói rằng người dân miền Bắc Âu Lạc có những đặc tính như vậy như vậy, và người dân miền Nam có những đặc tính như vậy như vậy, và người dân miền Trung có những đặc tính như vậy như vậy. Mỗi nhóm có đặc điểm riêng. Người Trung Hoa chúng ta cũng nói rằng người dân Tứ Xuyên có những đặc tính như vậy như vậy, hoặc có những thói quen như vậy như vậy, hoặc là họ ưa thích thức ăn cay chẳng hạn như vậy, hay là người Đại Bắc có những đặc tính như vậy như vậy, rồi người Đại Trung hoặc người Đại Nam khác nhau, thí dụ như thế đó. Mặc dù tất cả họ đều là người Đài Loan Formosa, nhưng tất cả họ đều có chút khác biệt. Giống như người dân Âu Lạc Việt Nam, người miền Nam rõ ràng khác với những người từ miền Bắc. Ngay cả giọng nói cũng rất khác biệt. Rồi ở miền Trung, giọng người dân ở đó cũng khác, tuy nhiên người dân đều hiểu nhau và hệ thống viết chữ thì giống nhau. Họ chỉ có giọng nói khác hẳn nhau thôi. Ngay cả cá tánh của người dân cũng khác nhau từ vùng này sang vùng kia. Tương tự, những thiên đế trong các cảnh giới mới này cũng có những đặc tính đặc biệt của riêng họ. Chẳng hạn trong một cảnh giới, các chúng sinh ở đó được gọi là các thiên đế rất dễ thương. Tại cảnh giới khác, các chúng sinh ở đó có những đặc tính rất hay tha thứ. Chúng sinh có những lực lượng riêng của họ. Nhưng phẩm chất tha thứ là đặc tính của họ, nhưng lực lượng thì khác. Những chúng sinh đó không có lực lượng tha thứ. Có lẽ trong cảnh giới khác thì có lực lượng tha thứ, cho nên các chúng sinh khác hiền hòa và dễ thương hơn, hoặc rộng lượng và bao dung hơn, hoặc họ có thể cứu rỗi linh hồn, vân vân. Mỗi cảnh giới sở hữu những đặc tính hoặc phẩm chất riêng biệt của họ, và cảnh giới đó cũng sở hữu lực lượng của riêng họ cực kỳ mạnh mẽ, vô cùng cô động. Những cảnh giới này tách rời ra khỏi vũ trụ nguyên thủy. Trong Dis và Iosku, hai nơi đó đều có tất cả lực lượng. Hai nơi đó hầu như là một thị trường lớn bán sỉ. Và các cảnh giới mới thì giống như các tiệm nhỏ bán lẻ. Khi chúng ta đi vô thị trường bán sỉ rẻ, mình có thể mua sắm rất nhiều thứ và đem về các tiệm nhỏ bán lẻ của mình. Chúng ta có thể kiếm tiền bằng cách này. Trong những cảnh giới cao hơn, có một số lực lượng mà các cảnh giới thấp hơn không có, nhưng tôi không thể diễn tả. Bởi vì từ ngữ trần gian chúng ta không có đủ. Được rồi, bây giờ quý vị biết rồi. Tôi đi đây. Đi ăn cơm đi. Chúng con không muốn đi. Tôi đã làm trễ giờ ăn của quý vị nửa tiếng rồi. Dạ, không đói. Không đói à? Dạ không. Vậy thì tại sao luôn luôn có bà nhà bếp hùng hậu thế kia ở đây? Để trưng bày hả? Quý vị trưng bày tất cả nồi niêu, chén dĩa và gạo chỉ để biểu diễn và trông cho đẹp mắt thôi sao? Không ai đói hết. Thôi đi ăn đi, nếu không họ bị mất việc, không việc làm, không công đức. Nói về công đức, tôi chợt nhớ. Khi tôi trở về đây, tôi có gặp một vị tăng già ở phi trường. Mỗi lần gặp một vị tăng nào, tôi luôn luôn cúng dường một ít tiền. Bất cứ khoản tiền nào tôi có, tôi giữ một ít cho mình để chi phí du hành. Và đưa vị đó phần còn lại làm quà cúng dường. Ôi, ông ta quá khiêm nhường. Ông là một vị tăng rất già. Khi ông thấy số tiền tôi cúng dường, ông nói, ồ, làm sao tôi dám nhận tiền của bà? Tôi nói, dạ, không sao. Thầy là bậc thầy. Cúng dường của chúng tôi không đáng gì. Chỉ tùy vào. Chúng tôi cúng dường được bao nhiêu thôi, cho nên không sao hết. Xin đừng quá khách sáo. Thoạt đầu tôi không đưa trực tiếp cho ông. Tôi thường tìm cách tặng tiền qua người nào khác, chứ không đưa trực tiếp cho vị tăng, bởi vì tôi ngại rằng vị tăng có thể quá khách sáo và sẽ cảm ơn tôi không ngớt. Tôi cảm thấy ngượng khi họ làm vậy ở chốn đông người, nên tôi đưa tiền cho một người tháp tùng tôi ra máy bay. Người này sợ tôi bị lạc. Tôi nói không sao, nhưng anh ta nghĩ tôi trông có vẻ ngố. Nhưng tôi đã đi rồi, nên anh đi tìm tôi khắp nơi trong phi trường. Nơi đó quá lớn, thế mà anh vẫn tìm được tôi. Anh ta còn định nhờ loa phát thanh ở phi trường loan tên tôi nữa. Tôi khá ngạc nhiên. Vốn lúc đầu anh bảo tôi đợi ở đó, rồi một tiếng nữa sẽ có người tới đón tôi. Anh tự nguyện cống hiến như thế.
Có lẽ vì tôi trông hơi ngố. Tôi đợi một hồi và thấy chán. Tôi ngại rằng nếu anh đó không tới, tôi sẽ lỡ chuyến bay. Tôi cũng đã khá trễ cho chuyến bay đêm khuya rồi. Nếu anh này không lộ diện và nếu tôi không tự đi tìm cổng lên máy bay thì tôi sẽ lỡ chuyến bay. Rồi tôi sẽ phải ngủ tại phi trường. Những chuyện như vậy đã xảy ra trước đây. Lúc đó tôi không muốn ngủ tại phi trường chút nào hết. Tôi muốn về nhà. Nhưng người này tìm thấy tôi. Tôi nói, làm sao anh biết đó là tôi? Anh nói, con đoán thôi, con có linh tính. Anh biết người như thế với tên như vậy đang đợi anh. Nhưng rồi tôi bảo họ, bây giờ tôi đi đây, tôi sẽ tự lo liệu lấy và sẽ hỏi người ta. Nếu tôi lạc, tôi sẽ hỏi người ta hoặc hỏi cảnh sát hoặc nhân viên của các anh ở đây, nên không sao đâu. Rồi tôi đi. Khi tôi đi bộ khoảng nửa đường thì người đó đi tìm tôi. Phi trường đó hơi rắc rối, mình cần phải đi xe điện ngầm, rồi chuyển xe, vân vân. Đó là lý do người đó sợ tôi bị lạc và anh cảm thấy rằng tôi trong tội nghiệp hay gì đó, dù gì cũng đã nửa đêm rồi, mắt tôi trong mờ vì mệt mỏi. Và tôi vội vã đón chuyến bay cuối cùng. Vậy mà người đó kiếm được tôi rồi tháp tùng tôi. Tôi không thể rời anh ta vì anh không chịu đi. Anh nói chắc chắn phải đưa tôi lên máy bay. Thôi được. Rồi khi tôi thấy vị tăng, tôi lấy ra một xấp tiền đưa cho anh đó. Tôi nói, xin giúp tôi một việc, làm việc thiện giùm tôi. Đi tới đưa tiền cúng dường này cho vị tăng giùm tôi nha. Anh không cần nói gì hết, chỉ nói rằng đó là tiền cúng dường thôi. Anh là đàn ông nên tiện làm việc này hơn. Rồi trong khi tôi đang lục tìm vé máy bay và sửa soạn, thì anh ta đưa vị tăng tới. Không nghe theo những gì tôi đã dặn, đàn ông đều như thế. Ở nhà quý vị bảo chồng hoặc con trai, thì họ không thèm nghe, và cũng chẳng nghe được mình. Họ không hiểu những gì mình nói. Không phải họ không muốn nghe theo, họ chỉ không hiểu thôi. Nên anh đó đưa vị tăng tới và chỉ vào tôi nói, ồ, đây là người cúng dường thầy đó. Chào ơi, ai cũng nhìn tôi, làm tôi cảm thấy ngượng quá chừng. Khi du hành, tôi thà làm người vô danh. Khi nhiều người nhìn tôi, tôi phải hành xử thận trọng. Tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi thậm chí không thể gác chân lên, ngồi ngủ. Khi mọi người bắt đầu để ý tới mình, thì mình phải xử sự đúng đắn. Cho dù có mệt đi chăng nữa, cũng không thể nằm xuống. Phải ngồi ngay ngắn. Nên tôi không thích như thế. Khi tôi du hành một mình, càng ít người chú ý càng tốt. Nhưng anh đó đưa vị tăng tới. Vị đó là người duy nhất mặc áo cà sa vàng. Nên mọi người đều thấy. Tôi không biết tại sao anh đó đưa vị tăng tới làm gì nữa. Ấy chà chà, tôi biết làm gì đây. Rồi tôi nói vài lời khiến vị tăng rất cảm động. Ông lấy chuỗi tràng hạt ra và đưa cho tôi. Trước tiên, ông gia trì cho chuỗi hạt. Một hồi lâu, với lòng vô cùng thành khẩn, rồi mới trao tặng chuỗi hạt cho tôi. Tôi nói, ôi, quý quá hóa, làm sao tôi dám nhận. Ông nói, không sao, xin nhận lấy, xin bà nhận lấy. Nên tôi nhận chuỗi tràng hạt, rồi anh chàng đó làm ra vẻ người tốt. Xin bà nhận đi, để thầy đẹp lòng, xin bà nhận đi. Tôi đã bảo ông ta đừng cho nhà sư biết thôi. Thế mà anh còn đưa nhà sư tới gặp tôi nữa, rồi còn cố làm ra vẻ thúc giục tôi nhận chuỗi tràng hạt. Tôi không thể khước từ quá nhiều, bởi vì nếu cứ đưa đẩy tới lui, người ta sẽ chú ý tới chúng tôi nhiều hơn. Nên tôi nói xin cảm ơn, xin cảm ơn. Tôi vội vã nhận lấy, cảm thấy lòng thành của nhà sư. Ông thật sự cố tâm ban phước cho tôi nên tôi nhận. Sao lại cười? Tôi rất cảm động. Vì bất cứ gì ông có, ông đã tặng cho tôi. Không phải số lượng là quan trọng. Ông tặng cho tôi với tất cả tấm lòng, cho nên đó là món quà tốt nhất. Tôi nói tôi sẽ coi đó là một bảo vật. Tôi thật sự có ý nói vậy. Trong quá khứ cũng có một vài vị tăng tặng tôi những gì họ có. Nếu họ không có gì hết thì họ tặng tôi tấm thẻ ghi tên họ rồi gia trì cho tôi. Tôi đã từng cúng dường rất nhiều tăng sĩ mà tôi gặp nên đây không phải là lần đầu tiên. Bình thường tôi nhờ một người khác cúng dường giùm tôi. Nhưng sớm muộn gì họ cũng đưa những người nhận tới gặp tôi. Tôi không thể tránh chuyện đó. Thôi cũng được. Bởi vì lý tưởng của vị xuất gia chân chính là rời gia đình của họ để trở thành tăng sĩ, hầu có thể giúp linh hồn của chúng sinh và để theo Phật. Vì vậy, họ rất được tôn trọng. Vì họ không
không có nhiều tiền, nên bất cứ khi nào tôi gặp một thầy tu, bất kể là thầy tu người Thái hay là linh mục Công giáo, hoặc dù người đó có ăn thịt hay không, tôi cũng luôn luôn cúng dường cho họ, vì họ hy sinh cả cuộc đời cho lý tưởng của họ, cho Thượng Đế và cho Phật. Chính vì lý tưởng như vậy mà họ xứng đáng được tôn trọng. À, tại sao tôi lại nói mấy chuyện này ha? Bởi vì tôi muốn kể cho quý vị nghe rằng vị tăng này già lắm rồi mà ông vẫn du hành khắp nơi để thăm viếng đệ tử của ông. Có lẽ bây giờ ông vẫn còn đang ở Formosa, Đài Loan. Ông nói tôi biết chỗ ông ở nhưng tôi không hiểu ông nói. Nên tôi chỉ nói, ồ vậy ạ. Ông cũng viết ra cho tôi. Nhưng dĩ nhiên, tôi không có thời giờ để thăm ông. Nếu có thời giờ thì chắc chắn. Ông rất thành tâm và rất khiêm nhường. Sau đó, ông đi tới Miến Điện, Myanmar, để giúp đỡ. Rồi ông sẽ sang Cambodia. Thấy ông nhân từ không? Ông không đi tới những chỗ giàu sang hay nổi tiếng chi hết, nhưng ông đi tới những nơi mà người ta thật sự cần giúp đỡ. Ông nói với tôi rằng tiền mà tôi cúng dường ông sẽ cho người nghèo. Tôi nói, thưa thầy, tuyệt quá, thầy làm điều chánh đáng. Nhưng nếu không, thầy có thể dùng tiền đó để sửa sang chùa chiền hoặc cho các vị tăng nào cần giúp đỡ. Thầy làm bất cứ gì thầy muốn, tất cả là của thầy, tôi chỉ cúng dường thôi. Ông làm tôi rất cảm động. Ông đã già lắm rồi, vậy mà vẫn còn du hành khắp nơi. Ông vô cùng thành tâm và hết sức khiêm nhường. Ông là người Hoa sống ở Canada và du hành xa xôi, từ Canada tới khắp vùng châu Á. Cho nên đừng nghĩ rằng quý vị làm việc cực nhọc, và đừng nghĩ rằng du hành xa xôi tới Tây Hồ để thiền là vất vả nha. Quý vị có quá nhiều ghế ngồi, đệm gối và dù che ở đây, đồng thời còn có lều, hành lý, ca và thìa, và chai nhỏ, đựng nước cam lồ nữa. Có cái này, cái kia. Cực khổ quá ha. Lúc trước, quý vị thường lấy 10 gallon nước cam lồ đem về nhà và quý vị không than phiền gì. Hôm nay tôi nói với mấy liên lạc viên, chúng tôi không phải là công ty nước. Chúng tôi không thể cung cấp nước cho quý vị để nấu thức ăn. Ôi chà, quý vị lấy 10 gallon nước đem về nhà. Nếu không nấu nướng thì dùng làm gì? Để tắm à? Đây là đạo tràng cộng tu, chứ không phải để cung cấp nước cho quý vị đem về nhà nấu nướng. Nước này không thể thăng hoa quý vị lên thiên đàng. Quý vị phải tự tu hành tinh tấn mới được, không thể cướp công đức của người khác. Tôi đã nói điều này rồi. Lúc ban đầu, trên ngọn núi này không có nước, gió nhiều nhưng không mưa nhiều, phong thủy không tốt. Chính vì vậy mà chúng ta mới giữ được mảnh đất này lâu như vậy. Dĩ nhiên, mình không thể xây các tòa nhà nào ở đây. Nhưng dù bạc lớn thì không sao. Tôi cũng có nói với quý vị là mang theo lều của mình và cuốn chung quanh mình như áo mưa đó. Khi nào trời mưa, thì vũ nước mưa đi để tất cả đồ đạc bên trong, rồi ngồi với mấy thứ đó. Để ca trong túi này và thìa trong túi kia. Nhét sắp lời pháp cam lồ trong đây và ví trong đó. Quý vị có nhiều túi như vậy đó, sau đó che bên trên thì an toàn rồi. Nếu con cái đi theo thì cho nó vào trong lều luôn. Chỗ nào có lỗ hổng thì nó thò đầu ra, thế là xong. Cách này là tốt rồi, sao phải xây tòa nhà nào chứ? Có một đệ tử người Thái vô cùng thành tâm. Khi tôi tới đó, cô cứ năn nỉ tôi đi vô. Cô cứ nài nỉ và tiếp tục đứng đợi. Tôi thì đợi một sư tỷ khác bởi vì tôi sợ cô ấy bị lạc. Tôi nói cô ấy đột nhiên lái xe đi mất, cô ấy đâu rồi? Tôi lo là cô ấy có thể không biết tôi ở đây rồi bị lạc, nên tôi cứ đợi cô ta. Nhưng sư tỷ này cứ muốn tôi bước vô nhà. Tôi nghĩ cô có điều gì khẩn cấp nên tôi đi vô trong. Cô hỏi tôi, thưa sư phụ, xin mời ngài ngồi. Tôi ngồi xuống, rồi cô ấy quỳ xuống và tháo giày ra cho tôi. Sau đó, cô xỏ đôi dép vào chân tôi. Cô vô cùng kính cẩn và lại rất vội vã như thế, khiến tôi nghĩ có gì khẩn cấp.
để tôi phải lo liệu đây. Nhưng khi tôi đi vô bên trong, cô chỉ cởi giày ra cho tôi và xỏ dép vào chân tôi một cách vô cùng kính cẩn. Được rồi, thế là khiến cô sung sướng, bởi vì cô có thể giúp tôi cởi giày. Đây hẳn là phong tục Thái Lan, để tỏ lòng tôn kính những người tu hành. Tôi không yêu cầu cô ấy làm như vậy, cho nên đừng ganh tị với cô ta. Rồi cũng kéo tôi vào nhà quý vị và cởi giày cho tôi. Thôi, hôm nay như thế là xong rồi nha. Nếu ngày mai có thời giờ, tôi sẽ nói chuyện với quý vị nữa. Bây giờ đi ăn đi, nếu không trời tối quá, không thấy được thức ăn. Nếu mắt huệ chưa mở to, thì có thể không thấy được thức ăn đâu, rồi bị nghiện. Ok, chúc ăn ngon. Cảm ơn sư phụ. Nếu hôm nay tôi quên nói gì, thì ngày mai tôi sẽ nói bù vậy nha. Dạ. Việt Nam hả? Qua ở bao lâu vậy mấy đồng chí? Tối nay về phải không? À, ở lại. Muốn ở bao lâu thì ở. Mà phải đúng hạn visa. Đúng hạn chiếu kháng, phải đi về nha. Đừng làm phiền chính phủ nha. Chính phủ ở đây tốt lắm. Đâu phải nước nào cũng tới đây ngồi đại vậy được đâu. Rồi ngồi lì đó không chịu về nữa. Mấy tháng, một, hai tháng không chịu về. Đâu có nước nào mà tử tế như vậy. Ít có lắm phải không? Cũng có nhưng mà ít lắm. Mấy nước Âu Châu tự do cũng được. Ở đây mát mẻ ha. Sư phụ với mấy sư huynh trồng cây nhiều nó mát mẻ ha. Không khí hạp, không khí tốt. Tôi nói là ở đây rất vui sướng. Nhưng hãy đi về nhà khi visa hết hạn. Chúng ta phải tuân theo luật và không được gây rắc rối cho chính quyền. Trong các nước Á Châu, nước này đã là một quốc gia tốt lắm rồi. Không phải quốc gia nào, dù ở Âu Châu, Á Châu hay Mỹ Châu cũng cho phép người nước ngoài nhập cảnh bất cứ lúc nào và cho họ ở vài tháng mà không làm phiền. Dĩ nhiên, người có visa thì được ở lại, nhưng quý vị phải rời đi khi hết hạn, hiểu không? Chúng ta có quá nhiều người mà lại có thể tụ họp ở đây như thế thật sự tốt lắm rồi. Đó là vì chính phủ cho phép có nhiều tự do và có nền dân chủ thật sự. Cho nên chúng ta quả thật có phước báo. Sư phụ nói mình có phước. Có phước lắm mới được cái chỗ như vậy. Mình đừng có chê nha. Ok. Ý tôi là không nên xem nhẹ nơi đây. Đây là một nơi tốt. Một nơi rất tốt. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Không có chi. Cảm ơn quý vị lại thăm. Cảm ơn đồng chí. Cảm ơn đồng chí. Đây cũng Việt Nam nữa hả? Âu Lạc hả? Chà, Âu Lạc qua đây chiếm nước của người ta hay sao mà qua hoài vậy? Qua mà nhiều quá vậy ha? Tôi cũng lần đầu tiên mới thấy bác. Tôi nói làm sao mà nhiều người Âu Lạc Việt Nam vậy? Quý vị tính xâm chiếm đất nước này hả? Quý vị tới đây liên tục. Thấy không? Họ thật sự thương quý vị. Họ thật sự thương Formosa, Đài Loan, bởi vậy họ tới thường xuyên, đúng không? Cho nên tôi nói rằng chúng ta rất có phước mới có được chỗ tự do như vậy. Có hay không có mái che thì chỗ này đã đủ tốt rồi, phải không? Nếu có mái che nhiều khi bị ngột ngạt lắm. Như thế này tốt rồi. Nếu mưa thì đừng tới đây. Nếu có tới thì mang theo áo mưa hoặc dù rồi cũng ổn thôi. Thời nay, không có gì là không thể giải quyết được, đúng không? Dạ đúng. Được rồi, đừng xây bất cứ tòa nhà nào hết. Không bao giờ đủ đâu, ha. Thôi, chào các đồng chí nha. Ngày mai, sư phụ khỏe đẹp. Cảm ơn. Tôi rất là mạnh khỏe, còn xinh đẹp thì để nghĩ lại coi. Để check lại coi, để dòm lại cái gương coi. Chào nha. Tôi đi đây. Ngày mai có thể gặp quý vị, vậy nha. Dạ, tôi đi đây. Cảm ơn sư phụ. Bây giờ chúng ta có những A-la-hán đói bụng.
Sắp lên tới nơi rồi. Vậy đi sửa soạn thức ăn đi thôi. Dạ. Cảm ơn quý vị làm việc cực nhọc. Quý vị sẽ có công đức. Công đức vô lượng. Trời ơi, tất cả chúng ta là bạn cũ lâu đời, mấy bạn cũ lâu đời. Càng ngày càng già. Rồi, chào ha. Dạ, chào sư phụ. Giờ này vẫn ăn được chứ hả? Không tối quá chứ? Dạ, không. Khi tối quá vẫn còn ăn được không? Dạ, được. Khi trời tối quá vẫn có thể ăn được hả? Dạ, được ạ. Có tối quá không? Có đèn không? Dạ, không sao. Sau 7 giờ trời mới tối ạ. Được rồi, nhưng có đèn ở chỗ đó không? Dạ, chúng con có đèn khắp nơi đây. Có đèn nơi ăn không? Dạ có, dạ có. Vậy tốt. Cảm ơn. Ồ, lúc nãy quý vị không xuống à? Dạ không ạ, chúng con làm bánh bao hấp. Đây là dành cho bữa sáng ngày mai. Làm xong chưa? Dạ xong rồi, thưa sư phụ, ngài có thích dùng thử một cái không? Đưa tôi một cái bánh bao hấp coi. Dạ, được rồi, được rồi. Quý vị làm việc cực không? Dạ không ạ. Mấy A-la-hán đói bụng, sắp xong lên rồi đó. Cho nên hãy tự tin nha. Bánh bao hấp hả? Chà, ai làm bánh bao hấp đây? Trông hấp dẫn và... Dạ, nhân viên hôm nay là các đệ tử ở Cao Hồng. Ôi trời ơi, ăn ngon quá. Bánh bao ngọt cũng ngon. Bánh bao ngọt? Đó là loại nào? Nho khô, Nam Việt, quất khô, tất cả giống nhau không? Dạ, tất cả giống nhau. Tôi sẽ lấy một cái đem lên trên đó thử. Xin sư phụ lấy hai cái. Tôi sẽ lấy hai cái, một cái cho thị giả của tôi nha. Dạ, cảm ơn sư phụ. Một thường trú đang lau chùi nhà bếp cho tôi. Tôi sẽ cho cô ta một cái. Cảm ơn tất cả quý vị. Hiện giờ bởi vì tôi không đói. Tôi sẽ để dành tới lát nữa khi tôi đói. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn sư phụ. Sao mà nhân viên nhà bếp không thấy mập mạp chi hết? Quý vị làm gương xấu rồi. Quý vị nấu ăn cho người khác, nhưng mình lại không có thời gian để ăn. Mỗi tuần quý vị có một đội khác nhau, phải không? Dạ, chúng con thay phiên nhau mỗi tuần. Tốt, vậy tất cả quý vị có dịp để nấu nướng. Các trung tâm khắp đảo đều thay phiên nhau. Vậy tốt, cảm ơn quý vị và chào nha. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục trên con đường tu hành hết sức vững vàng. Chào nha. Chào ngài, chào ngài.